Vào ngày 8 tháng 6 năm 2012, Vina Kyoe đã làm lễ động thổ khởi công dự án mở rộng với tổng diện tích trên 10 hectare trong khuôn viên nhà máy tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự án mở rộng gồm xưởng cán 2 với công suất 500.000 tấn một năm đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2015 và nhà máy luyện phôi thép công suất 500.000 tấn một năm hoạt động từ tháng 6 năm 2015. Khi lò luyện đi vào hoạt động, phôi thép sản xuất ra sẽ có thể được chuyển trực tiếp từ máy đúc liên tục qua xưởng cán 2 để sản xuất thép xây dựng theo quy trình sản xuất khép kín. Từ khâu nạp thép phế liệu đến khâu thép xây dựng thành phẩm theo quy trình sau: kiểm tra, phân loại phối liệu thép phế liệu mua về trước khi đưa vào sử dụng; nạp thép phế liệu vào lò điện; phế liệu được nấu chảy tại lò điện, oxy hóa, kiểm tra thành phần hóa cơ bản, ra nước thép và chuyển sang lò tinh luyện. Tại lò tinh luyện, thép lỏng sẽ được điều chỉnh thành phần hóa học theo mát thép được yêu cầu sản xuất, gia nhiệt và chuyển sang máy đúc liên tục. Thép lỏng từ lò tinh luyện được chuyển sang máy đúc phôi, làm nguội và đưa vào lưu kho hoặc chuyển trực tiếp sang xưởng cán 2. Phôi sẽ được đưa vào cán trực tiếp ngay sau khi đúc hoặc sẽ phải đưa qua lò nung phôi lên đến nhiệt độ cán quy định rồi mới đưa vào máy cán. Thép cán được hình thành sau khi qua dây chuyền cán sẽ được cắt phân đoạn và làm nguội tại sàn nguội. Sau đó, thép sẽ được cắt theo chiều dài quy định hoặc theo yêu cầu của khách hàng, kiểm tra khuyết tật, loại bỏ nếu có, thu gom, đóng bó và chuyển vào kho thành phẩm. Tất cả thép thành phẩm sẽ được kiểm tra cơ lý tính, chất lượng trước khi giao cho khách hàng. Nhà chứa phế liệu được xây dựng trong khuôn viên đất của dự án mở rộng với tổng diện tích 7.021 m², kết cấu tường chắn bê tông cốt thép cao 6 m, vách tôn cao cách đi xung quanh và có mái che. Nhà chứa liệu độc lập với các gian nhà xưởng khác của dự án được phân cách và liên kết bởi hệ thống đường nội bộ của nhà máy. Thép phế liệu sau khi nạp vào lò điện sẽ được nấu chảy, loại bỏ các thành phần tạp chất có hại, oxy hóa, thêm phụ gia để điều chỉnh thành phần hóa học, sau đó ra thép vào lò thùng rồi chuyển sang lò tinh luyện. Lò điện hồ quang truyền thống nạp liệu đỉnh, ra thép đáy là tâm có công suất 90 tấn một mẻ, sử dụng điện cực đường kính 22 inch và công suất biến thế 64 MVA. Lò tinh luyện có công suất 90 tấn một mẻ, trụ điện cực dạng đơn với đường kính điện cực 14 inch, công suất biến thế 14 MVA. Tại lò tinh luyện, thép lỏng sẽ được thêm phụ gia, các loại fluoro hợp kim để điều chỉnh thành phần hóa học theo mát thép được yêu cầu sản xuất, gia nhiệt và chuyển sang máy đúc liên tục. Tại máy đúc, thép sẽ được đúc thành phôi vuông 130mm, 150mm hoặc 180mm, chiều dài 6 hoặc 12m. Phôi nóng sau khi đúc sẽ được chuyển thẳng sang xưởng cán 2 để cán trực tiếp hoặc sẽ được đưa ra sàn để làm nguội và đưa vào kho phôi để lưu giữ. Xưởng cán 2 có khả năng sản xuất các loại sản phẩm thép thanh vằn, thép ren, thép tròn trơn, thép gốc và thép hình với công suất thiết kế 500.000 tấn một năm. Phôi thép chủ yếu được sử dụng trong quá trình sản xuất là phôi thép vuông 150mm, chiều dài 12m với trọng lượng trên 2 tấn mỗi thanh. Lò nung của xưởng cán 2 có thiết kế kiểu dầm bước, áp dụng công nghệ đốt tái sinh, sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên với công suất nung 110 tấn một giờ. Ngoài ra, xưởng cán 2 còn áp dụng công nghệ cán trực tiếp. Phôi từ xưởng luyện được chuyển sang cán trực tiếp để tận dụng nhiệt của phôi sau khi đúc và đưa vào cán mà không cần phải nung gia nhiệt, giảm năng lượng tiêu hao và thời gian nạp, nung phôi. Dây chuyền cán gồm 16 giá cán kiểu không khung, cán theo hạng dọc, được chia thành 3 cụm là dàn cán thô, cán trung và cán tinh. Phôi thép từ lò nung hoặc trực tiếp từ xưởng luyện sau khi qua 6 máy cán thô sẽ bị biến dạng từ kích thước vuông 150mm xuống vật cản tròn có kích thước khoảng 63mm. Vật cán từ dàn cán thô sẽ qua dàn cán trung với 4 máy cán. Tại giai đoạn này,
vật cán tiếp tục nhỏ lại với đường kính khoảng 38mm và được chuyển tiếp vào dàn cán tinh. Tại dàn cán tinh, sau khi qua 6 máy cán tinh, vật cán sẽ được biến dạng và tạo thành sản phẩm cuối. Tùy theo kích thước sản phẩm mà quá trình cán sẽ kết thúc ở những vị trí máy cán khác nhau. Kích thước nhỏ nhất của quá trình này là 16mm đường kính và dài nhất là 1.300m. Thép cán sau khi ra khỏi giá cán cuối cùng sẽ được cắt phân đoạn và chuyển vào sàn làm nguội kiểu bước dài 100m và rộng 12m. Tại đây, thép được làm nguội theo kiểu đối lưu không khí và giảm xuống còn khoảng 200 độ C trước khi chuyển sang bàn con lăn để đưa vào máy cắt. Tại máy cắt, thép cán sẽ được cắt theo chiều dài quy định 11,7m hoặc theo đơn đặt hàng của khách. Thước cắt có thể điều chỉnh để cắt sản phẩm có chiều dài ngắn nhất là 3,5m và dài nhất là 13,5m. Sau khi cắt theo chiều dài quy định, thép cán sẽ được đưa qua băng xích tải sản phẩm để kiểm tra ngoại quan nhằm phát hiện khuyết tật. Sau đó được thu gom, đóng bó, gắn nhãn mác và xếp vào kho. 100% thành phẩm cán phải được kiểm tra cơ tính theo tiêu chuẩn sản xuất trước khi được phân phối tới khách hàng. Song song với việc trang bị các dây chuyền sản xuất với mức độ tự động cao, đồng bộ, áp dụng công nghệ mới, hiện đại và tiên tiến nhất hiện đang áp dụng tại Nhật Bản, yếu tố an toàn trong lao động sản xuất luôn được đặt lên hàng đầu và vấn đề này luôn được các cấp lãnh đạo trong công ty coi trọng và thường xuyên nhắc nhở, đồng thời trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động để yên tâm làm việc. Ngoài ra, chúng tôi còn luôn chú trọng đến việc đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, nhằm đáp ứng được yêu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của công ty với tiêu chí sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh để cung cấp cho thị trường nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của khách hàng. Mục tiêu chúng tôi luôn hướng tới là đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước cũng như nâng cao đời sống của người lao động. Để làm được điều đó, trong 5 năm tới, Vina KOE sẽ đẩy mạnh việc củng cố thương hiệu tại thị trường trong nước cũng như mở rộng mạng lưới bán hàng ra thị trường khu vực bằng việc tham gia cung cấp cho tất cả các công trình xây dựng, nhà dân dụng, cầu đường, cảng, nhà xưởng và các tuyến tàu điện. Bằng việc gia tăng nguồn nhân lực thêm khoảng 150 công nhân trong vòng 5 năm tới, Vina KOE sẽ đẩy mạnh công suất sản xuất lên 800.000 đến 1 triệu tấn thép một năm để đáp ứng nhu cầu khi đất nước đang ngày càng phát triển. Vina KOE, tinh thần thép.